Rồi các bạn ơi, vậy là đã còn con si cuối kết đoạn rồi. Hay bây giờ thì đi mua thuốc cho bạn con si. Hả? Cái gì? Đấy, em mua thuốc. Còn con si bạch cầu tăng cao, nghi ngờ bị đau ruột thừa. Cái gì con? Kẹo đâu? Làm gì có kẹo? Kẹo cốm á? Ừ, bà mẹ mua cho. Mẹ mua cho con nọ cốm. Vừa mới ổn định rồi xong rồi. Ê, nè cậu, hôm nay bạn còn xin xem mẹ cậu. Đi thôi, bây giờ lên đường. Ui, ui. Hả? Đi ra ngoài này, mẹ thì đưa đường này ra mà. Đi vào à? Đi ra xe, xong ra xe có chỗ nào chơi cho bạn con xin chơi một lúc. Thấy chưa? Đây, nối thoát đây này, mẹ thì không nhìn nữa. Ấy à, nối thoát đây. Đây. Ừ, ra xe rồi. Nhìn theo đường mới ra được chứ. Ôi, đi ra đây là ra rồi. Mở cửa kia là ra rồi. Thế yeah, à, mở cửa kia, ấn vào đấy, mở ra. Ấn vào. Thì cứ mở, ấn vào là nó mở mà. Ấn vào cái thanh nhé. Đây này. Ôi dồi ôi, sao mày. Thôi đi. Hả? Đúng rồi, thằng kia là ra đấy. Ơ, ra đến chỗ nào đấy, một người nhận lại nhỉ. Rồi, đã thoát ra đến ngoài rồi các bạn ạ. Bây giờ thì đi ra lấy xe thôi. Thì đấy, vui chơi con mới phải bỏ dép ra đúng không? Đây các bạn ơi, đã ra ngoài rồi và đây có một khu vui chơi. Bạn con si vừa mới ốm xong mệt như thế mà bây giờ ăn được bát cháo xong cái lại đòi đi ra chơi ngay. Đây cho chơi một lượt rồi đi về. Nhớ hãy cho mượn dép bố nhá. Nào rồi, chơi gì trước đây? Đây, chơi này trước. Ok, cho mẹ ngồi lên trên, bố quay cho. Wow. Con si hôm nay là thành trẻ con. Quái ui ui. Khéo ông chóng mặt này ấy giờ. Thôi thôi, có ai chơi cái đấy. Sang con cá heo kia. Đấy, ok. Đấy. Trời ơi. Cá heo chơi quả bóng nha. Không vui à? Rồi đi sang kia. Đấy, đi cầu trượt. Ra cầu trượt kia kìa. Vào đây đi. Ui, tới đây có trẻ con đấy. Con lớn rồi. Đi ra cầu trượt ấy. Chú đi. Đi vào vòng cho nó mát thôi. Thằng con si đang bị tắc đường không đi được. Khéo, khéo chen em kìa. Rồi đi đi. Nào. Úi dồi ôi, chả chạy đi. Ok, ra leo núi. Đấy, leo núi đấy. Leo đi. Thử thách có leo núi, có ốm, leo núi. Khéo ngã nhá. Leo bên này, không leo mới tròn bên kia kìa. Đấy. Leo đi. Leo sang kia. Hả? Cái gì? Đấy, leo sang kia mà trèo sang cái tròn bên kia kìa. Khéo ngã nhá. Bỏ mặt rồi. Đấy, bám sang đi. Ngồi sang đi. Chú ở trong đấy. Chú ở trong mà, trèo lên trên chú ở trong mà. Chú ở trong cái vòng tròn đấy mà. Ôi, dám chân em, chân tay em. Ôi, sướng đi, đi ra chích đu, đu cái rồi đi về đi.
Ui trời ơi. Thằng kẹt trong đấy nhá. Ui dồi. Kìa có con kia kìa, đấy chào lên đấy ngồi. Hả? Đã đây ngồi đây, đây xích đu. Để đu. Đi, thôi đi ra xe đi, ra xe đi. Ra xe đi. Hả? Cái đấy có phải là tự đẩy đâu, cái đấy là nó ấy mà. Cái đấy nó bứng nhau mà, làm sao mình đẩy được. Phải có người đẩy nó mới đi. Đi. Thôi đi, cõng mẹ cõng đi, lên. Hết giờ. Hết rồi, đi. Lên mẹ cõng đi ra. Chưa về, đi đường về còn có chỗ đẹp hơn đấy, đi nhé. Thật mà, đi, về nhà còn chỗ đẹp hơn. Đi, ở chỗ này á, ở bệnh viện này nhiều các bạn ốm, các bạn ra đây, các bạn nôn ra đấy, con đứng đấy, biết đâu con đứng ở chỗ bạn nôn đấy. Đi, đứng đi, đó, đấy. Đi. Ok, 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 ok. Đi. Đi thẳng ra ngoài kia. Đu mọi người chơi hết rồi, không có chỗ chơi được con ạ. Thôi đi. Bây giờ thì bạn con Si sẽ ra xe và đi về nha. Bạn con Si vào xem con chim. Con chim nó chưa biết bay. Vào đi. Đây. Đây đi vào. Con nó đậu trên cây kìa, con nhìn thấy chưa? Các bạn ơi, có một con chim nó chưa biết bay ấy. Nó đậu trên cây, nó là chim non. Nó đang xa mẹ nó. Đây này. Đây 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 đây, ok, đây 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 đây, con chim này. Đấy, con chim. Đấy. Này. Hay mình mang về. Ê. Có mà mang hả? Nhưng mà có về mang về còn phải cho nó ăn nhá, không nghe nó không ăn nó chết đói ấy. Mà nó xa mẹ nó đấy, hay là để nó lại đây cho mẹ nó nuôi, không thì mình mang về mình không nuôi được. Cho nó về, cho về nó xa mẹ nó. Thôi con để trên gốc cây kia kìa, chắc mẹ nó về rồi tìm. Đấy, để trên đấy. Để trên gốc cây ấy. Bạn con Si được mang con chim này về để nuôi, nhưng mà bạn con Si lại sợ nó phải xa mẹ nó không tìm thấy. Mẹ nó không tìm thấy nên là mẹ nó, thế là bạn con Si để nó ở đây. Thôi bye bye nhá, bye bye con chim nhá, quạt chào chim đi. Quạt chào chim đi. Rồi đi nhá, đây chắc mẹ nó chạy, mẹ nó sẽ để mẹ nó mớm cho nó nhá, không nó quên mất đấy. Nhá, đi viện. Rồi. Chim mẹ đang đi tìm mồi. Đi. See you.